Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Tiếp tục clip giới thiệu bán máy cho anh em nha. Xin nhớ lại quy định mua máy em mình luôn. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Anh em vui lòng là gọi thẳng vào số này nha, thì sẽ gặp người bên mình. Thì anh em đừng gọi số khác nha, đúng một số 0355 356 356 là sẽ có người đặt bắt máy và là giao dịch với anh em nha. Quy định mua máy thì anh em cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Còn những máy trên cao nữa thì anh em chuyển khoản cọc trước nha, qua Momo Viettel Pay hoặc là số tài khoản mình sẽ cho anh em nha. Thì những giấy máy giá trị cao thì 200.000 cọc trước mình mới gửi máy nha. Cọc ít quá thì anh em mình ngán nhất là vụ bom hàng ớt quá, nên là anh em phải cọc đàng hoàng thì mình mới gửi máy đó. Thôi không dây dòng nữa nha, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Oppo A37 nha anh em. Máy thay vào mới đẹp keng sờ beng nha, màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2630, máy kính đẹp, vỏ đẹp, đã thay keng hết cho anh em rồi đó. Máy mượt nha. Rồi, wifi các kiểu ok. A37 nha anh em, cọc trước 50.000 Viettel là ship con này nha, dán cơ lực kèm sạc, giá 1.050.000 nha, 1050. Tiếp theo là con J710 màu gold, vỏ cũ nha, con này chưa có thay thế gì hết nên vỏ nó còn nguyên này. J710 RAM 216, màn hình 5.5 inch, pin 3003. Máy thì được cái kính đẹp anh em, màn riêng kính đẹp keng luôn. Vỏ hơi xấu, màn hiển thị rất sắc nét nha. Chức năng full. Đó. Xài rất là mướt nha. J710, sườn hơi xấu tí nhưng mà xài còn mượt, để anh em đấy thôi, 1290, 1.290.000, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Đó, nói chung là máy cũng còn ok anh em. Tiếp theo cho anh em làm con J7 Dream. Máy này thay vỏ sau mới keng rồi. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 3 32, pin con này là 3003. Máy thì như mới luôn. Keng sờ beng. Màn kính đẹp nha anh em. Kính đẹp ha, nhưng mà con này nó có một phản quang nó bị đốm đốm nhẹ góc rồi. Đó, nên là tính rỉ cho anh em luôn. Anh em không ảnh hưởng hết nha, chỉ có 1-2 đốm phản quang thôi. Chức năng full nha, wifi các kiểu ok hết ha. J7 Dream, máy đẹp keng sờ beng luôn anh em, chỉ có bị phản quang nhẹ 1-2 đốm. Đó, mình có quay rõ nha. Đó, còn máy thì ok hết ha, kính đẹp, lưng đẹp, vỏ đẹp. Nguyên máy như này. Con này RAM 332, để anh em con này 1.500.000. 1.500.000 nha anh em. Quá mềm cho anh em luôn. Kèm sạc dán kính cho anh em trước khi gửi máy nha. 1.500.000 ra em J7 Dream, đốm màn ngay đây. Ok nha. Tiếp theo là một con Samsung A600 bản hàng, máy riêng nguyên, đẹp tầm 90-697, chỉ có sườn 1-2 chấm như đây thôi. Đó. Còn đẹp nha. Còn đẹp. Đây. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình thì 5.6. Thấy vậy mà màn hình này con này lớn nha anh em. 5.6 tràn viền ha, nó lớn. Và pin con này 3.000. Đó. Chức năng ok full. A600 bản hàng màu gold, máy đẹp riêng nguyên. Màn xài rất là đẹp luôn, không có ám ố gì hết ha. A6 RAM 332. Rồi, em A600 bản hàng đến em giá 1.830, 1.830.000, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Máy đẹp như này nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A20. Con này thay vỏ mới rồi anh em. Góc lưng nhau luôn. Thay vỏ mới thôi, keng sờ beng luôn. RAM 332 nha anh em, màn hình 6.4 và pin 4.000. Máy đẹp như một hộp luôn. Keng sờ beng. Anh em cứ coi kỹ ha. Đó. Dán kính cường lực cho anh em rồi. Máy màn hình hiển thị sáng đẹp nha. RAM 332 nha anh em, màn hình 6.4 và pin 4.000. Chức năng full A20. Máy đẹp keng sờ beng luôn. Mua về chỉ việc xài thôi, bỏ hai sim vào xài thoải mái nha anh em. A20 con này để anh em giá 2.500.000 nha. 2.500.000. Kèm sạc và đã dán cực lực cho anh em rồi.
Mấy con này cọc trước 100.000 Viettel là mình gửi máy nha nè. Một con G4 lút, bên dân trên tróc nhẹ, sườn đẹp, vỏ đẹp. G4 lút, màn hình 6 inch, RAM 216, pin 3.300. Chỉ có tróc bên dân nhẹ như nãy vậy thôi. Còn xung quanh viền kính ken sà beng luôn. Viền kính cực đẹp. G4 Plus nha anh em. Máy ring ha. Còn màn hình rất sáng đẹp. Wi-Fi cực mạnh nha. G4 cộng. Đó. Mình quay này anh em coi kỹ nhất nè. Anh em nhiều anh em cứ đòi chụp Zalo nhưng mà mình thấy ra là ok nhất nha. Zalo mình cũng không rảnh nha anh em. Thực sự không rảnh để mà chụp anh em từng máy cho anh em xem. Anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng. Con này để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 kèm sạc dán kính cho anh em trước khi gửi máy nha. Tiếp đến cho anh em là một con Oppo siêu phẩm A92. Oppo A92. Camera 4 mắt, một đèn LED. Hình chữ nhật. Cái dòng này nó giống giống như iPhone 11 rồi này nọ anh em. Máy vỏ còn đẹp nha. Vỏ đẹp. Kính còn miếng dán guarantee nên là còn kem, còn miếng dán dán nhựa luôn nên là rất là mới nha, bao không vết xước. Đó, A92, con này màn hình 6.5 inch, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 5.000. Đó, pin 5.000 thì thấy là đã ổn rồi đó nè. A92 ha, màn sáng đẹp. Đó, wifi cực mạnh, chức năng tester cho anh em xem. A92 chip Snapdragon 665, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Máy cực đẹp nha. Sườn vỏ đẹp kia, đánh giá tầm 99%. 98 tới 99 là thoải mái nha anh em. Con này để anh em giá 4.500.000 nha. 4.500.000 kèm sạc và dán kính cho anh em. 45 nha anh em. Mấy con cao cao này thì cọc phải 200 trở lên mình mới gửi máy nha. iPhone 6S máy riêng nguyên. Đẹp 98%. Máy không hề có sức sát nhiều, cực ít. iPhone 6S máy riêng nguyên nha, anh em nào cần thì kết nối nha. 16GB, anh em coi cái màn hình nó này, có đẹp không? Đó. Không hề sát sức sát một cái gì luôn, màn quá đẹp. Một con iPhone 6S như này là rất hiếm nha anh em. Full vân tay vân chân đầy đủ, máy 16GB. Chức năng wifi, camera các kiểu ok hết ha. Đây vân tay vân chân đầy đủ này. Đó, máy đặc biệt là riêng. Chưa hề đụng chạm sửa chữa gì hết nha anh em. Con này để anh em giá 2.500.000 nha. 16GB, 2.500.000, kèm sạc và sẽ dán cái lực cho anh em đầy đủ. Tiếp đến là một con Oppo A93, máy riêng đẹp tầm 98-99. Oppo A93 nha anh em. Con này màn hình 6.43, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.000. Máy đẹp long lanh cành đào luôn, long lanh cho anh em xem luôn nha. Cường lực các kiểu đã dán cho anh em rồi này, cường lực full đã dán này. Đó, máy đẹp như mới luôn. RAM 8 bộ nhớ 128. Màn hình hiển thị cực sắc nét. Dòng đời cao, anh em nào thích dòng đời cao thì liên hệ ha. Wi-Fi chức năng nghe gọi cũng như là cấu hình cực mạnh, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Anh em lưu thoải mái ha, pin con này 4.000. Ok, con này để anh em giá 4.950.000 nha. 4.950 kèm sạc. Giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Máy quá đẹp rồi nè. Tiếp đến là một con G710 nhưng mà bản hàng nha. Con đánh giá đẹp tầm 95 thôi. Vỏ sau này đẹp này. Sườn đẹp này. Đó. Kính thì bao đẹp. Kính ken sà beng luôn, đặc biệt. Quá ok. G710 bản hàng một sim, anh em nào thích một sim thì chơi nó nha. Mình hay về bản một sim nha anh em, quan tâm bấm đăng ký kênh để đón xem. Chuẩn bị mình về một lố mấy hàng cực đẹp luôn và rất là nhiều, chuẩn bị về luôn anh em. Anh em cứ đăng ký kênh, mình sẽ về mấy hàng cho anh em. Anh em nào thích mấy hàng sẽ có mấy hàng cho anh em nha. Máy đặc biệt, mấy hàng thì nguyên zin, chưa hề động chạm sửa chữa gì hết. Con này để anh em giá 1.490 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo là một con G7 Pro VN, hai sim, đã thay vỏ và thay màn. Con này vỏ thay mới keng luôn và màn cũng mới keng sà beng luôn. Đó, màn như này anh em, màn cực đẹp nha.
Biết bấm nguồn chưa? Đó, chờ tí nha anh em, chờ lên nguồn. Máy này còn hết pin rồi anh em, nên tí mình sạc lại nha. Máy bao anh em xét nét luôn. Máy hết pin rồi. Ok, bao nghe gọi thoải mái luôn anh em, con này màn chuẩn nha. Để anh em con đẹp keng như này giá 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7 kèm sạc và sẽ dán cực lực cho anh em trước khi gọi máy nha. Máy rất đẹp. Tiếp theo là một con RI810VN. Vỏ xeo nhâm nhâm nhẹ, màu vàng. Màu vàng rất đẹp. Kính đẹp keng nha, gần như không có xước sát gì nhiều. Màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500 nha. Máy quá đẹp luôn. Chức năng ok full nha anh em. Để xem nó lên wifi coi. Ok nha. RI810. Đó, chức năng full, máy đẹp. Đánh giá riêng nguyên tầm 95-96. Để anh em giá 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7 kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo clip là một con A30 bản hàng. Màu đen xám, cực đẹp, máy đánh giá tầm 98. Anh thì chưa bắt luôn anh em. Chứng tỏ con này là xài cực ít. A30 cũng RAM 332, màn hình 6 inch 4 và pin thì 4000 nha. Kính đẹp 99 luôn anh em. Sao con này nó quá đẹp, này không hiểu. Nó quá là đẹp. Nhìn thấy là yêu ngay con này. Bản hàng. Chức năng full. Máy cực đẹp mà không ám ố. Đó, A30. Đó, máy rất đẹp nha anh em. Samsung A30 bản hàng màu đen xám. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 kèm sạc dán kính cho anh em trước khi gửi máy nha. Máy quá đẹp. Tiếp theo là một con Oppo A5s. Màu đỏ, máy thay vỏ sau. Máy thay vỏ như mới rồi. A5s. Màn hình 6 inch 2. RAM 332. Pin con này là 4230. Nó ngang con A3s này nè. Cái pin đó. Nhưng mà cấu hình này mạnh hơn. Màn đẹp, đặc biệt đẹp. Không có hề có xuất sắc nhiều. Đó, kính ok nha. Wi-Fi các kiểu, giới thiệu A5s RAM 332. Con này ra đi cho anh em giá 1 triệu 9 nha. 1 triệu 9 kèm sạc dán kính cho anh em trước khi gửi máy nha. Máy quá đẹp. Tiếp theo là mình còn vài cục Encharger. Sạc dự phòng Encharger dung lượng 10.000. Dung lượng 10.000, bán riêng nguyên. Phân phối từ FPT luôn. Có con dấu đàng hoàng, hàng chính hãng nha anh em. Dung lượng 10.000. Sạc dự phòng. Anh em nào cần thì kết nối nha. Con này để anh em giá 280.000. 280k. Ship anh em khoảng 20.000 nữa. Mình chỉ bao cho anh em 20.000 nữa thôi là 300.000 tới nhà anh em. Ok nha, dung lượng 10.000 này anh em. Nói chung là 300.000, ship bao ship tới nha. Ok nha. Rồi, clip clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công. Nhớ bấm đăng ký kênh mình để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Thằng ấy chào cả nhà.